Công việc xây dựng sân vận động Gelora Dahajayati ở Kediri vẫn đang diễn ra khá nhanh. Các khán đài cơ bản đã thành hình, công việc lắp đặt kết cấu thép cho mái che của sân vận động đang bắt đầu được thực hiện. Gelora Dahajayati là một sân bóng có mái che đầy đủ ở cả 4 khán đài. Phía dưới sân, mặt cỏ đã được trồng và đang được chăm sóc theo đúng quy trình. Mặt sân Gelora Dahajayati được trồng bằng cách lắp đặt các thảm cỏ Joycea Marchella đã được ươm trồng trước đó. Sân vận động 15.000 chỗ ngồi này dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 vào cuối năm nay.